Ê, chị đi mua Wixi cho các bạn đây. Mà ở đây chị thấy mấy cái mẫu nó cũng gần gần giống bên nhà chị. Chị chỉ mua được mấy cái mẫu mini thôi. Mấy cái mẫu mini. Đây chị quay cho các em xem nha. Một rừng, một trời Wixi luôn. Thứ ba chị về. Thứ ba chị về. À, đây có dâu ai à, có dâu của dâu này hình như là của cái gì nhỉ? Dâu này của Gì? Bunimaru. Dâu này của Bunimaru hay là của gì đây? Không có thấy các em ta. Rai bao dâu của gì nhỉ? Của hãng gì ta? Đây này có những mẫu mini rất là xinh này. À, nếu mà không có chắc mình lấy một cái em. Lấy một cái bộ mini này luôn, nhưng mà nó có một con, thôi lấy hai con đi. Về cho các bạn nào lấy thì lựa. Đó. Toàn mẫu mini, chị có mua những cái mẫu mini này rất là xinh này. Và đây là cái hộp Enimo này, chỉ có một hộp, đúng một hộp duy nhất thôi, nó hết rồi, nó không còn, của bạn Minh Anh dặn chị. Còn bạn nào dặn chị đó thì không còn. Lát chị qua cái Leo Toy coi coi nó còn không, chứ bên đây là hết rồi. Bên đây này hết rồi. Đây nha. Rất là nhiều. Nhưng mà chị thấy cái mẫu nó cũng gần gần giống như bên chị không à. Mấy mẫu nó cũng gần như bên đây. À, hình như là có một bạn nào dặn chị mua cái này. Có một bạn nào dặn chị mua cái này. Chị cứ lấy về. Chị cứ lấy về đi. Rồi bạn nào lấy thì lấy. Thực tế thì về nó cũng không đủ để chia cho các bạn đâu, nhưng mà chị sát không được nhiều. Cái này chị đi qua công ty bên đây, chị đi qua để liên hệ với công ty người ta, cho nên là những cái này chị mua về là chỉ chẳng qua là mua giùm thôi. Chứ các bạn xem ở trên Instagram người ta bán làm sao, là cái giá của chị bán làm vậy, chị đâu có bán cao hơn đâu. Đây là những ngôi sao, có lấy không, bạn nào lấy. Chị sẽ lấy mấy mẫu ngôi sao này. Có trái tim nào không chứ? Lấy trái tim không? Tối nay chị sẽ về chị live stream cho. Tối nay chị về khách sạn này chị sẽ live stream những cái mẫu này. Răng này y chang bên chị này. Đó. Bên chị bán 280. Ở đây cũng thế. Thậm chí còn mắc hơn. Thấy không? Không. Đâu có rẻ hơn bên Việt Nam mình đâu. Nếu như mình mua một hai cái thì nó sẽ mắc. Này là gì trong? Ồ, Wixi à? Ồ, cái này là Wixi kiểu giống như dạng như là bí mật đấy. Khi mình khui ra ở trong nó là cái gì hay sao ấy. Ôi, mình sẽ lấy một hộp này. Cầm coi, cầm coi. Ôi hình như cái này là Wixi các bạn ơi. Ở trong khi mà mình khui ra, ở trong nó sẽ bí mật hay sao á. Chị rờ chị thấy nó khác nhau. Này. À khi mình khui ra mình sẽ biết ở trong nó là cái gì. Một hộp như này. Hình như nó có vẻ hơi đắt. Thường thường những mini thì nó lại hơi đắt. Nếu mà đắt như thế, liệu các bạn có mua không? Tới 390. Mà thấy nó có chút xíu à. Mà trong khi chưa nhìn, không nhìn thấy được nhỉ. Thôi, thôi khỏi mạo hiểm. Ở sau nó là những cái này này. Thôi không mạo hiểm, nếu mà bạn nào mua thì ấy sau. Cái này nó to rồi. Ừ thôi, thôi khỏi lấy cái đấy đi. Nếu mà bạn nào mua thì mình order sau. Chứ nếu mà lấy như vậy thì hơi nguy hiểm. Qua bên này. Qua bên này thì có những cái mẫu giống bên bên chị cũng bán những mẫu này rồi. Có hãng, có cái hãng cà phê đen, nhưng mà chị thấy cái mẫu của nó không có đẹp. Cà phê đen đây. Cà phê đen đây, nhưng mà cái mấy cái mẫu này nhìn nó không có đẹp. Bây giờ chị quay xong rồi lát chị đăng lên luôn. Chị đang còn ở bên đây, bạn nào mua thì IP cho chị nhé. Bạn nào mua thì IP chị rồi chị lấy cho. Cái này của Vlambo nè. Cái này của Vlambo mà hình như là cái này nó đã lâu rồi nó không sản xuất lại. Mà ở đây vẫn còn. Còn cái hộp những cái mini mà hồi đợt chị bán mà bạn Thảo
Bạn Thảo mua ở đây nó không còn, sold out hết. Chị hỏi cái nào nó cũng kêu sold out không còn. Bạn Trâm nhờ chị mua cái này, chị mua thêm một màu hồng này cho bạn Trâm nhé. Chị lấy một màu sô cô la, nhưng bây giờ chị lấy thêm một màu hồng này cho bạn Trâm luôn nhé. Tại vì nó có màu sô cô la này rồi. Chị thấy có màu hồng thì lấy cặp luôn nhé. Bạn Ibichu ấy. Ở dưới đây là những mẫu mini này. Những mẫu mini này thì nó giống như mấy cái kia, giống như mấy mẫu ở nhà, nhưng mà nó mắc lắm. Nó có tí ti mà nó mắc như vậy thôi. Chị mua về sợ các bạn lại không lấy. Ai dặn chị thì chị lấy cho thôi. Ở bên đây thì là khu đồ ăn, khu đồ ăn thôi. Khu đồ ăn. Ly cà phê, ly cà phê này, ly cà phê này chị lấy cho bạn Imichu 3 màu rồi. Ở dưới đây là những cái gì đây? Ô, cái bánh này xinh. À, cái ly này của hãng gì đây? Không thấy có hãng gì hết. Có những cái bánh mì dễ thương vô cùng. À, bánh mì dai giống của mình này. Ôi, bên đây bán đắt kinh. Mình bán có 100 ngàn thôi. Mở ở đây quá trời trời. Tại vì ở chỗ này là dành bán. Nếu mà mình khách du lịch mà mình mua mấy cái này thì rất đắt. Nhưng nếu mà mình là khách mua xỉ thì cái giá của nó sẽ bớt xuống được một chút xíu. Hoài mua cái gì vậy? Thôi, chị ngưng nhé. Chị ngưng.